Xin chào anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta làm đề 19905 từ câu 10 cho đến câu 12. Bây giờ chúng ta làm câu 10. Ở đây thì đầu tiên chúng ta cũng loại bỏ nhiễu. Ở đây thì chúng ta có giới tự ập này, chúng ta bỏ đến đây này. Giới tự ập này, tiếp chúng ta bỏ đến đây. Từ on này bỏ đến từ animal này. Đó. Từ on này tiếp chúng ta bỏ đến đây này. Được chưa anh chị? Rồi xong. Cái bước thứ hai là anh chị xác định động từ. Ở đây thì chúng ta có động từ chính là từ depend, nó chính là động từ. Và từ grow nó chính là động từ. Nào bây giờ chúng ta phân tích này, từ đầu này, từ đầu cho đến cái gạch này này thì nó là gì? Thì nó là một s cộng với verb o giờ gạch. Thì đây chính là cấu trúc nào trong năm cấu trúc cứng? Thì đây chính là cấu trúc 4 trong năm cấu trúc cứng, thì nó thiếu những gì? Nó thiếu thứ nhất là trạng từ, mệnh đề, trạng từ. Thứ hai là nó có thể thiếu là mệnh đề tính từ, mệnh đề tính từ. Đây là cấu trúc 4 mà. Rồi anh chị, thì anh chị thấy là đối với câu này thì anh chị thấy là đằng sau lại có một S và O rồi. S cộng với O rồi. Nếu thế thì chúng ta thiếu là gì? Thiếu chỉ một sub của mệnh đề trạng từ thôi. Vậy chúng ta chọn phương án C. Thì đây đây anh chị chú ý cho tôi cái là chúng ta cần nhớ kiến thức là giới từ cộng với từ which. Giới từ cộng với which. Giới từ cộng với which. Thì nó chính là bằng sub của mệnh đề trạng từ. Sub mệnh đề trạng từ anh chị. Đấy anh chị chú ý cho tôi cái kiến thức này nha. Còn đối với phương án nào bây giờ chúng ta phân tích nào. Đối với phương A thì nhớ anh chị bảo là A cũng đúng thì sao? Tại vì đây nó chính là một mệnh đề tính từ sub cộng s cộng verb thì sao? Được chưa anh chị? Đấy. Và cái tiếp theo là đối với phương án C, D thì sai rồi đúng không? Và phương án B cũng sai rồi. Nhưng anh chị chú ý cho tôi là trong chỗ này đáng nghĩa là độ chỗ này đã bình thường phát triển ở trong đất, không phải là phát triển đất. Để cho anh chị ví dụ ở trong này, ví dụ thường ví dụ câu này thì chúng ta phát là in soil, in the soil. Đấy. Nhưng tại vì chỗ này rồi. Như này thì anh chị nên xem lại cho tôi liên quan đến cấu trúc, liên quan đến mệnh đề trạng từ, giới từ which. Tôi cũng đã giải thích rõ cho anh chị để anh chị có thể hiểu rõ hơn. Thì nói như này thì anh chị hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà sau này ví dụ là phát triển ví dụ phát triển đất chẳng hạn để cho anh chị không phải là phát triển ở trong đất đấy, chính vì thế nên có giới từ in này anh chị này. Nào bây giờ chúng ta chuyển sang cái câu 11. Đối với câu này thì chúng ta xác định loại bỏ nhiễu. Ở đây thì chúng ta có giới từ này, chúng ta đằng trước gạch nên chúng ta để lại đây, chúng ta tiếp giới từ tiếp chúng ta bỏ đến đây, giới từ in chúng ta bỏ đến đây. Rồi, bước thứ hai đấy, các anh chị xác định cho tôi là động từ trong câu. Ở đây thì chúng ta chưa có động từ đâu cả. Chưa động từ, vậy nếu thế thì chúng ta tìm động từ. Phương A, to verb và verb in không bao giờ là verb chính trong câu, vì thế loại ngay. Còn phương án C và phương án D thôi. Phương C nó là thì hoàn thành. Phương thì hoàn thành. Còn phương án D nó chính là quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Thì làm thế nào để chúng ta chọn được đây? Phương án C, phương án D thì đều hợp lý cả. Nếu mà cho vào đây thì chúng ta nhìn thấy một cái dấu hiệu này, in cộng với một mốc thời gian trong quá khứ này. Đấy. Nào anh chị chú ý là in cộng với một mốc thời gian này, mốc thời gian này trong quá khứ này thì chắc chắn liên quan đến quá khứ đơn. Chúng ta chọn phương án phương D. Còn dấu hiệu của thì hoàn thành, khi anh chị thấy là giới từ này không phải giới từ in mà là giới từ for hoặc giới từ since thì anh chị sẽ chọn là thì hoàn thành. Anh chị chúng ta sẽ chọn phần C, nhưng đây là giới từ in cộng với một mốc thời gian, vì thế nên chúng ta sẽ chọn là phương án phần D, quá khứ đơn. Còn đối với câu này thì nó đang là cấu trúc gì? Thì đây chính là một cái S cộng với verb O, thì đây chính là một câu đơn thôi. Còn câu 10 thì nó là một S cộng với verb O. Rồi sau đó chúng ta có một mệnh đề trạng từ chính là sub cộng với S và O. Nào chúng ta làm tiếp đối với câu 12 anh chị. Câu 12.
Đối câu 12 này thì chúng ta loại bỏ nhiễu, thì ở đây thì chúng ta có nhiễu chính là dưới từ in, bỏ hết này. Rồi thì tiếp theo là ở đây thì là chính là một mệnh để tính từ giản lược vớt bình ngộ ô này, chúng ta bỏ luôn này. Nào, cái câu này thì thiếu gì? Thiếu động từ anh chị, chưa có động từ. Nó chỉ có mỗi tân ngữ thôi. Nếu mà thiếu động từ thì thiếu cả chủ ngữ nữa. Vậy thiếu là thiếu S cộng verb. Thiếu S cộng verb. Rất dễ dàng, chúng ta chọn phương án phương B. Phương B, S cộng verb. Còn phương A nếu mà chọn đang là lại là thiếu, là thiếu thiếu verb vì tính sai. Còn phương C sai, tại vì sao? Nếu mà chọn thì nó là cấu trúc là S này. Rồi sau đó là một mệnh đề tính từ chính là sắp cộng với verb của O. Nếu thế thì phương C nó đang thiếu là thiếu verb của O, vì thế nó không chọn được. Còn phương án D nếu mà chọn thì nó lại là một S, rồi sau đó là một mệnh đề trạng từ sắp cộng với S cộng với verb O. Nếu thế thì nếu mà chọn phương án D thì cũng thiếu là thiếu verb của O anh chị, vì thế nên chúng ta không chọn được. Vậy đối với câu này cấu trúc của nó như thế nào? Cấu trúc của nó chỉ là một S cộng với verb O. Rồi, sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ chính là verb in cộng với O. Mệnh đề tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ đằng trước nó anh chị. Vậy chúng ta đã xong ba câu này. Vậy đối với ba câu này thì anh chị cũng đã ôn học lại rất là nhiều kiến thức. Thứ nhất là liên quan đến mệnh đề trạng từ. Thứ hai là anh chị nhớ cho tôi là giới từ cộng which thì bằng sắp của mệnh đề trạng từ. Đó. Tiếp theo là anh chị cũng ôn lại cho tôi là dấu hiệu liên quan đến thì hoàn thành và thì quá khứ đơn. Rồi ở đây thì anh chị cũng cần nắm chắc cho tôi liên quan đến cấu trúc của mệnh đề trạng từ và mệnh đề tính từ để anh chị có thể làm rõ ràng đối với câu 12 này. Xin chào anh chị.